cho cá ăn hết bánh rồi, chạy về phòng lấy bánh nữa. Tôi đi về phòng lấy bánh cho cá ăn nè. Rồi mở cửa ra, gõ cửa, cốc cốc cốc. Rồi đi vô, rồi lấy bánh đi, bánh để trên trên bàn á. Đó, cho ăn hết bánh rồi nó chạy vô lấy nữa. Rồi đi, đi ra cho cá ăn hai cái luôn. Đi, cầm hai cái luôn, cho ăn lâu một chút. Ôi bánh phèn la, mua 5.500 một cái ra cho bánh ăn, cho cá ăn. Nè, trời ơi. Nè mày cầm đi. Ok ok. Rồi đi. Đi ra. Rồi đi xuống đi. Rồi đi lên cái cầu cho cá ăn đi. Rồi bới lên cầu đứng chỗ nãy á, cho cá ăn đi, chỗ chỗ trên cầu nãy á. Rồi đi lên đi, cho cá ăn đi. Xé nhỏ thôi nghe, không có mang nguyên cái xuống là mau hết đúng nghe. Nhỏ thôi, đúng rồi, nhỏ thôi. Rồi.